Chào mừng trở lại kênh. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về lý thuyết, tích lũy và phân phối. Nhưng chúng ta sẽ đơn giản hóa nó một cách triệt để và cho bạn thấy cá nhân tôi đưa những khái niệm này như thế nào. Vào giao dịch của tôi, Wyckoff là một lý thuyết thị trường được trình bày bởi Richard Wyckoff cách đây rất lâu vào đầu những năm 1900. Về cơ bản nó là một phương pháp xem xét tâm lý đằng sau các chuyển động giao dịch và tìm ra nơi mark có thể đi tới. Công việc lý thuyết thực sự có bốn giai đoạn chính. Đây là sự tích lũy, đó là một phạm vi tăng giá như thế này. Phân bổ, đó là một phạm vi giảm giá rất giống cái này, nhưng trên đầu nó, rồi đánh dấu lên và đánh dấu xuống. Lý thuyết cho rằng thị trường chuyển động từ giai đoạn này sang giai đoạn khác liên tục. Chúng tôi đã hạ mát, đó là một động thái nhược điểm. Tiếp theo là khu vực tích lũy, nơi người mua đang tích lũy đơn đặt hàng. Sau đó chúng ta có một giai đoạn đánh dấu nơi áp lực mua nắm giữ và kiểm soát và đưa chúng ta quay trở lại và sau đó chúng ta nghe thấy một giai đoạn phân phối khác. Bây giờ tôi lý thuyết tin. này ban đầu được tạo ra cho thị trường chứng khoán, nhưng nó cũng có tác dụng với tiền tệ. Và đó là một lý thuyết rất đúng đắn, đến mức nó thực sự vẫn còn hoạt động cho đến Thậm ngày nay. Thậm chí bạn biết, có khả năng gần 100 năm nữa, tôi không biết chính xác năm, nhưng ừm chúng tôi rất rất xa so với quan niệm. Công trình lý thuyết và nó vẫn còn đúng trên thị trường ngày nay. Bây giờ vấn đề tôi gặp phải với công việc lý thuyết và rất nhiều người nhắn tin cho tôi và hỏi tôi sử có sử dụng công việc lý thuyết và tôi nói không, ừm lý do là và lý do tôi có vấn một... đề với nó là vì nó quá phức tạp. Bây giờ lý thuyết đã đúng sự tích lũy xảy ra, sự phân phối xảy ra, việc tăng giá xảy ra và việc giảm giá xảy ra, và bạn thực sự có thể học những sơ đồ này và giao dịch chúng. Nhưng vấn đề là tôi chỉ không nghĩ là có nhu cầu học. Tất cả điều này, bởi vì cố gắng nhìn thấy điều này trong một thị trường trực tiếp là rất rất khó và rất nhiều lúc bạn sẽ bị cuốn vào, nhìn thấy mọi thứ sớm hơn khi chúng xảy Ví ra. Ví dụ, bạn có thể thấy điều này như một mùa xuân là giai đoạn cuối cùng của sơ đồ tích lũy. Cuối cùng bạn mua vào và sau đó bạn thua và bạn phải thử và vẽ lại sơ đồ này hoặc bạn đã lên kế hoạch tất cả và sau đó có điều gì đó thay đổi và bạn phải thay thế tất cả vì vậy nó rất tùy ý và thật khó để nhìn thấy. Tuy nhiên, những sơ đồ này cho đến sau khi chúng xảy ra, các khái niệm về tính thanh khoản và khái niệm tích lũy, phân bổ, đánh dấu và đánh dấu là 100% rắn và âm thanh và những gì bạn có thể học để thành thạo chiến lược này. Tôi tin rằng nó quá phức tạp. Bạn không cần phải làm điều đó và nó thực sự sẽ dẫn bạn đầu. có một hành trình rất dài trong giao dịch rằng bạn thực sự thực sự không cần phải đi xuống. Vậy nên điều tôi sắp làm trong video này là quan điểm ra của tôi về Wyckoff, sự tích lũy và phân phối và cách tôi thực sự sử dụng những khái niệm đó trong giao dịch của mình. Tôi sẽ cho bạn xem một số ví dụ trực tiếp trên biểu đồ của những lý thuyết này trong thực tế. Trước hết tôi sẽ chạy qua sự tích lũy và sơ đồ phân phối và sau đó tôi sẽ cho bạn thấy tôi làm để ý. giữ mọi thứ đơn giản trong khi vẫn đang dùng lợi thế của khái niệm rất đúng này. Vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu video này bằng cách chia nhỏ công việc tiêu chuẩn của sơ đồ. Tôi sẽ cho bạn thấy chính xác điều này thể hiện điều gì và ý nghĩa của từng điều khác nhau này. Bây giờ trong lý thuyết cơ bản của Richard Wyckoff, chúng ta thấy thị trường di chuyển từ mắc xuống, tích lũy để đánh dấu, để phân phối, để đánh dấu xuống và vân vân. Đánh dấu xuống về cơ bản là giảm giá, hành động bốc đồng, một phong trào có xu hướng đi xuống và sơ đồ tích lũy xảy ra. Khi áp lực của mắc giảm xuống, thực sự rời khỏi thị trường, vì vậy thị trường là cuộc chiến liên tục giữa những người mua và người bán, khi người bán nắm quyền kiểm soát, giá đi xuống khi người mua nắm quyền kiểm soát giá tăng lên. Chúng ta có thể thấy ở đây nó đang hiển thị một khu vực nơi người bán đang mất quyền kiểm soát và người mua đang đạt được nó. Vậy bước một là đánh dấu xuống. Chúng ta thấy động thái giảm giá sắp kết thúc. Điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn tập trung trên là hỗ trợ sơ bộ. Và sau đó sau sự hỗ trợ sơ bộ, chúng ta đạt đến đỉnh điểm bán hàng. Và điều này cho thấy áp lực bán đã kết thúc. Đây là nơi người bán, thu lợi nhuận, và cũng có khả năng ở đâu. Người mua đang bắt đầu tích lũy một số đơn đặt hàng vậy chúng ta nhận được gì sau đỉnh điểm bán hàng đó là những gì chúng tôi cuộc biểu gọi là tình tự động đây là đâu những người bán hàng lấy lợi nhuận ở đây và chúng tôi thấy một cửa hàng đang đi lên bởi vì khi những người bán hàng thực đó sự đóng vị trí về cơ bản họ đang mua lại vì vậy đây là điểm đầu tiên. chúng tôi thấy rất nhiều sức mạnh sắp đến chợ và chúng tôi nhận được điều cuộc nào? biểu tình tự động từ đó thị trường nói chung sẽ hình thành mức thấp cao hơn đây được gọi là bài kiểm tra thứ cấp và sau đó chúng tôi bắt đầu di chuyển lên trên để dọn dẹp tính thanh khoản của cuộc biểu tình tự động và sau đó chúng tôi đi xuống di tất cả để dọn dẹp tinh thanh khoản của bài kiểm tra thứ cấp và mức bán đó đạt đỉnh điểm thấp. Đây là bài kiểm tra phụ trong giai đoạn B thị trường, có vài giai đoạn khác nhau để lau sạch sự tích lũy và phân phối. Giai đoạn B bắt đầu sau bài kiểm tra thứ cấp đó và sau đó để lên phía trên đó. Từ bài kiểm tra phụ đó, chúng tôi bắt đầu di chuyển trở lại, chúng ta không đạt được thành tích cao hơn cao hơn lần trước. Điều đó cho chúng ta thấy Thực rằng sự khác ta nhau và có theo đơn hàng tích lũy và cũng bán, lệnh bán giảm giá, chúng tôi giao dịch thông qua tính thanh khoản của một một vài trong số các một cấp vài này. lần. Trước cuối cùng, đi qua cho một mùa xuân một mùa xuân là điều mà mọi người, người xem như lệnh dừng lỗ hoặc chạy thanh khoản. đây chỉ là một chuyển động cuối cùng, điều đó đẩy qua mức thấp của bài kiểm tra thứ cấp và mức bán cao nhất ở mức thấp để dọn dẹp, tính thanh khoản, thu thập thêm theo đơn đặt hàng, rồi từ đó, đó là nơi có thị trường thực sự bắt đầu làm cho chuyển động của nó. đầu tiên chúng tôi nhận được một bài kiểm tra như thế thị này. thị trường đến từ đâu? ra khỏi mùa xuân và sau đó khi chúng tôi bắt đầu cất chúng thánh. tôi có điểm hỗ trợ cuối cùng và sau đó là một dấu hiệu sức mạnh. dấu hiệu của sức mạnh là ở người đâu? mua đã nắm quyền kiểm soát và vỡ ra về mức cao của phạm vi sau khi đến quét sạch mức thấp của phạm vi và từ đây thực ra chúng ta rồi có thể tìm mua từ điểm hỗ trợ cuối cùng đó hiện đang ở giai đoạn D từ đây chúng ta bước vào giai đoạn đó A. là mô hình thị trường và từ đó chúng ta sẽ chuyển sang một sơ đồ phân phối chính xác là một sự phân phối giống nhau cả nhưng thu. bị lật đầu thay vì có cao trào bán hàng chúng ta đang có cao trào mua hàng và ngoài điều đó ra mọi thứ hoạt động giống hệt nhau nhưng ngược lại cho đến khi chúng tôi nhận một dấu hiệu của sự yếu đuối và sau đó chúng bước vào một giai đoạn của mắc xuống vậy đó là khái niệm cơ bản sơ đồ e bạn có thể thấy nó trông rất đẹp trên giấy tờ ửng và nó hoạt động ngoài đời thật nhưng vấn đề là nó có thể rất 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 khôn lanh thực sự thấy cái này trên thị trường trong khi nó đang diễn ra nếu bạn quay lại và nhìn vào thị trường bạn sẽ thấy điều này xảy ra một vài lần nhưng cố gắng làm điều đó trước khi nó sẽ cố gắng làm việc ra ngoài trong khi nó đang xảy ra là một nhiệm vụ khá khó khăn vì lý do tôi đó, nghĩ rằng sự tích lũy và phân phối khá quá phức tạp và trong khi tôi đứng cùng khái niệm của các giai đoạn thị trường đánh dấu xuống sự tích lũy đánh dấu và phân phối Cá nhân tôi không sử dụng những sơ đồ này trong giao dịch của tôi tại thời điểm viết bài và có lẽ tôi sẽ không bao giờ. Tôi có một hệ thống phù hợp với tôi, tuân theo những loại khái niệm này. Nhưng không, sử dụng những sơ đồ phức tạp này, vậy tôi sẽ làm gì? Bây giờ là nói về việc sử dụng của tôi của lý thuyết Wyckoff và nơi tôi bắt đầu hạ gục mác sự tích lũy, phân bổ và đánh dấu trong giao dịch cá nhân của tôi. Đây là một cái nhìn Đúng bằng đó, cách nào tôi, tôi xem có sơ thể... đồ tích lũy trên thị trường, những gì tôi thường nhìn, vì trong giao dịch của riêng tôi là giá cả và cơ cấu giá mức cao hơn, mức thấp cao hơn, cung và cầu, tính thanh khoản tất cả những điều cơ bản mà chúng tôi có thể biến thành một hệ thống. Bây giờ tôi có một hệ thống từng bước mà tôi sử dụng. Tất cả trong các giao dịch của và tôi và nó sử dụng những khái niệm đó, cơ cấu và cung cấp và yêu cầu được. Hai điều chính hàng đầu, như thường lệ, tôi sẽ thấy giai đoạn Markdown khá nhiều trong. Theo cách tương tự như một, bạn biết một điều vững chắc, nhà kinh doanh sơ đồ chi phí, sự khác biệt là khi chúng tôi đánh kết thúc chuyện. Đó. Thực ra tôi đừng nhìn vì một sơ đồ điên rồ nào đó. Tất cả những gì tôi đang muốn làm là cấu trúc theo. thị trường và động lượng của thị trường cũng vậy vậy có hai cân nhắc lớn và nó sẽ như vậy cấu trúc và đà bây giờ nếu chúng ta nhớ những gì Wyckoff thực sự là cố gắng trình bày nó đang cố gắng trình bày một khu người vực bán ở đâu đang rời khỏi thị trường và người mua là gia nhập thị trường vì vậy nếu chúng ta muốn xác định khu vực đó chúng ta cần xem một khu vực mà động lực đang thiếu và đà thực sự đang cạn kiệt ra ngoài khi chúng thấy tôi xu hướng giảm rõ ràng với mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn nhất quán di chuyển trong một thời trang rất bốc đồng đây là trăm phần trăm một giai đoạn giảm giá nhưng khi thị trường sau đó bắt đầu di chuyển sang một bên ngay cả khi chúng ta hơi quá một chút hình thành mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn chúng tôi thực sự thấy động lượng là khô dần thị trường vậy điều đó cho chúng ta những à, gì điều đó thực sự là một công sơ đồ cho chúng ta biết nói với chúng tôi những rằng người bán hàng từ những động thái này đang lấy của họ lợi nhuận và người mua đang bắt đầu tích lũy đơn đặt hàng của riêng họ để thực sự chiếm lĩnh thị trường cách khác chúng ta thấy hình thức tích vậy ở đâu thị trường bắt đầu mất tốc độ và thực sự giao dịch đi ngang và sau đó những gì tôi sẽ tìm nói kiếm, chung là một giao dịch vào vùng cầu hoặc khu vực cung cấp bây giờ đây là cách tôi giao dịch công việc rõ ràng là không mọi lúc sự tích lũy hoặc phân phối sơ đồ sẽ giao dịch thành một nhà cung cấp vùng nhu cầu nhưng nếu không cá nhân tôi sẽ không giao dịch như nó. tôi đã nói tôi đang đơn giản hóa công việc của tôi nghỉ ở đây và đây chỉ là tôi mang theo khái niệm của cách nào? riêng tôi giao dịch cá nhân như bạn có thể thấy điều tôi đang cố gắng làm xem chỉ là hành động thị trường và những gì đang thực sự xảy thị ra trường trong điều ở. kiện của trận chiến giữa người mua và người bán tất nhiên là sử dụng cấu trúc và cách sử dụng cung và cầu trong giao dịch của tôi vậy thay vì cố gắng làm việc kén chọn sơ đồ và cố gắng vẽ mỗi một trực tiếp cắn vào thực ra tôi sẽ chỉ nhìn đối với những khu vực có đã đang khô dần những động thái bất lợi và sau đó tôi sẽ xem xét những thứ như cuộc càn quét của thanh khoản vậy khi chúng ta thấy một động thái giảm giá sắp kết thúc nói chung chúng tôi đi xem đà cạn kiệt nhưng thị trường có thể vẫn còn hình thành những mức thấp thấp hơn một chút và mức cao thấp hơn những gì cá nhân tôi muốn xem là giao dịch thị trường vào một khu vực lãi giống như một nguồn cung vùng nhu cầu và sau đó là một bước tiến lớn lên điều này cho tôi thấy là gì những người bán hàng đang bắt đầu rời khỏi thị trường chúng tôi có người mua tích lũy nhưng chúng tôi sắp cũng có người mua lẻ Ai đang mua ở những mức thấp này trên nhu cầu hoặc dưới vùng cung cấp. Và những người này cũng đang định bị cuốn ra ngoài để xây dựng thanh khoản cho các đơn đặt hàng lớn, chúng tôi biết lớn, đơn đặt hàng là lệnh di chuyển thị trường vậy. Cho những đơn hàng được lớn kích hoạt, người mua đó đang đến đây, cần phải được quét sạch nên điểm dừng của có họ thể được kích hoạt cho phép. Những cái lớn đó đơn đặt hàng được lớn mặc vào. Nên tôi đang tìm tới cao mua lãi và các điểm bán vùng nhu cầu và khu vực cung cấp cụ thể là và khi chúng mua tôi bán những thứ đó. Có được một xung lực lớn điều đó sẽ xảy ra phá vỡ một số cấu trúc trước đó và giờ nghỉ này Về cấu trúc kết hợp với mức thấp đà của động thái nhược điểm và cũng được ghép nối với một giao dịch lên cao lĩnh vực quan tâm thích nhu cầu hoặc cung cấp và nếu chúng ta đưa vào Tính đó, thanh khoản cũng ở đâu chúng tôi đã tàn vỡ bên dưới khu vực mua hàng ở đây điều đó sẽ cho tôi thấy chúng ta đang Mùa ở vị trong trí đó. tốt thực sự bắt đầu di chuyển đến mặt trái của nó là vậy còn hơn sử dụng một sơ đồ phức tạp tôi đang nhìn từng bước một quá trình bước đầu tiên tôi muốn nhìn thấy đã rời khỏi thị trường điều đó cho tôi thấy người bán là đóng cửa và người mua là đi vào thị trường sau đó, tôi sẽ muốn thấy giao dịch thị trường lên cao, lĩnh vực quan tâm, giống như một khu vực cung hoặc cấp vùng cầu. Và từ đó, tôi sẽ muốn thấy cấu trúc bị hỏng lên phía trên, điều đó sẽ xảy ra xác nhận với tôi rằng những người bán hàng ở đây và những người bán hàng ở đây bây giờ đã áp được đảo bởi người mua, ai có quyền lực để đưa thị trường vượt qua những đỉnh cao đó. Sơ đồ không luôn luôn đi đến trông giống hệt nhau, bởi vì tôi là ra theo khoảng. sơ đồ. Tôi chỉ đang theo những dõi khái niệm đó. Tôi đã nói về đôi khi bạn có thể hiểu rất rõ ràng phạm vi như thế này lần khác chúng ta sắp cho bạn biết những điểm chậm. Hành động như thế này, đôi khi chúng ta có thể thậm chí còn lộ sộn, mức thấp trong, chợ ở đây, nhưng về cơ bản, thứ tôi đang tìm kiếm đó là điểm mà, động lượng là, rõ ràng là đang dưới thị trường và, thì khu vực, người mua ở đâu, rõ ràng là, nắm quyền kiểm soát, đó thường là, sắp xảy ra, từ vùng nhu cầu, và ở phía tế bào, cơ hội. Những người bán hàng sẽ kiểm soát, từ vùng cung cấp, như bạn có thể thấy, cách của tôi thì nhiều, đơn giản hơn, hơn thực tế, theo những cái công đó, công việc của sơ đồ và tôi không nói bạn không nên và tôi thì nói không rằng công việc buôn bán tệ quá nhưng tôi là gì đang nói là bạn thực sự có đơn giản hóa nó và vẫn sử dụng các quy trình có lợi cho bạn chúng tôi nhận được đánh dấu chúng tôi nhận được sự tích lũy chúng tôi nhận được phân phối và chúng tôi nhận được. đánh dấu xuống nhưng không có lý do đó bạn cần phải và đào sâu vào toàn bộ sơ đồ như thế này và làm mình bối rối khi nào bạn chỉ có tập trung vào khái niệm đơn giản thích trợ đa cấu trúc và dĩ nhiên thanh khoản càn quét và cung cầu mà chúng tôi nhận được trong những loại này của sự hình thành vì vậy nếu bạn đang tìm cách mang khái niệm về Wyckoff lý thuyết vào giao dịch của bạn nhưng bạn tìm thấy rất bối rối và bạn là không là quan tâm trong thực tế học tập sơ đồ sai khi bạn không thực sự cần phải bạn thực sự có thể để bắt nhìn đầu vào những khu chợ như thế này ghi nhớ sự tích lũy phân bổ đánh dấu và đánh dấu xuống tại vì họ là rất quan trọng khái niệm để hiểu và nếu bạn hiểu họ bạn có thể giao dịch trước kỳ khoa. thị trường sức mạnh của người mua và sức mạnh của người bán nhưng hãy mang phù nó hợp đi. với những thứ khác điều đó cũng mang lại rất nhiều logic và đơn giản hóa quá trình cụ thể là thị trường cơ cấu và cung cấp và yêu cầu bây giờ chúng ta hãy đến các biểu đồ và tôi sẽ chỉ Vài cho ví bạn dụ về tôi sẽ làm thế xem nào xem công việc của lý thuyết trên biểu đồ cái đó nhiều lắm đơn giản hơn hơn sơ đồ gì Thương nhiên có thể tìm kiếm sau đó tiếp theo đánh dấu giai đoạn xuống thị trường bắt đầu giao dịch đi ngang như chúng ta có thể thấy ở điều đây. đó cho chúng ta biết rằng không có khoảnh khắc trong thị trường này nói với chúng tôi rằng việc bán có thể được thực hiện và những gì sự có từ thể đây làm. là đầu tiên chỉ ra thấp về điều này khu vực mua hàng và chúng ta có thể và xem liệu chúng sẽ ta quét thấp thế để thu thập những lệnh mua cuối cùng. Sau đó chúng ta có thể tìm kiếm đầu. một số hình thức mua. Bây giờ như chúng, chúng ta tôi thấy có được một điều quét rõ ràng. Tại thời điểm này không có gì được xác nhận, không nên thực hiện hành động nào. Nhưng nếu sau phá đó phá vỡ ta cấu trúc, điều đó sẽ xảy đề ra. Đề nghị với chúng tôi rằng thị trường là sẵn sàng di chuyển đến. Mặt trái của nó là vậy. Khi chúng ta nhìn thấy Câu cấu trúc như thế này, mua. chúng tôi có thể nhìn về khu vực phía đó cấu trúc bị phá vỡ là khu vực này. Ở đây và chúng tôi thực sự có tìm mua từ khu vực này. Vì vậy nếu chúng ta có một mua công cụ trên ví dụ thả nó vào biểu đồ dừng bài học tới mục tiêu thấp và một số mức cao bạn biết đấy thường sử dụng nguồn cung cấp vùng nhu cầu khi thị trường lùi lại chúng tôi có được một cú nhấn tốt vào và thị trường làm cho rất chạy rất đẹp vậy đó là một giai đoạn thị trường ở đó ra khỏi mặt sau của cái sự này, tích lũy và bạn có xem thể thế nào sự tích lũy và phân phối xảy ra thời gian và lần nữa chúng tôi chỉ đơn giản theo là sau sự tích lũy theo đơn đặt hàng thông qua giai đoạn tăng trưởng và sau đó phân bố tế bào đơn đặt hàng thông giai qua. đoạn nhược điểm qua lại qua lại và cho phép thị trường để làm việc của nó chỉ vào được khi chúng ta bắt đầu để thấy điều đó đà chạy ra ngoài sau đó. Thị trường này, giai đoạn chúng ta làm gì? Xem ở đây tốt đầu tiên chúng tất tôi tất cả đều nhìn thấy hành động giá đi rất bằng phẳng, cho chúng tôi thấy ở đây, điều đó chúng tôi thực bán sự rất làm. nhiều. Áp lực ập đến và người mua từ động thái này thực sự là rời khỏi thị trường. Chúng ta thấy rằng người mua bị mất sức mạnh của họ, sự di chuyển của sang thị trường một bên chúng tôi có được cú quét đó. Được gọi là mua sân trong một sơ đồ tích lũy. Và rồi thị nào? trường bán tháo và đẩy qua một trong số đó điểm thấp về cấu trúc thực ra chúng ta có thể nhìn về phía một số nguồn cung cấp các khu vực trong tập trung hàng đầu về sự mất cân bằng khu vực cung cấp thực sự chuẩn bị thiết lập như một ví dụ chúng tôi đã bán từ đây vào nhắm mục tiêu bạn biết đấy lùi lại ở đâu đó vào khu vực này ví dụ chúng tôi thực sự có nhận thấy. được mục nhập rất tốt đẹp nhưng chúng tôi chỉ đi cho mục nhập sau khi chúng tôi có xác nhận từ đà và cả sau khi chúng ta có xác nhận từ thị trường cấu trúc cũng vậy và đó là một dấu hiệu rõ ràng của đánh dấu giảm giá sự tích lũy và phân phối sơ đồ mà tôi sử dụng cá nhân với cấu trúc động lượng và nguồn cung và nhu cầu trong tôi cá nhân riêng giao dịch và chúng tôi sử dụng các khái niệm tương tự nhưng chúng ta có đơn giản hóa nó để của chúng quy tôi quy trình riêng hoặc quá trình của riêng tôi điều đó cho phép hiểu tôi khái niệm tích lũy và phân phối hiểu cuộc chiến giữa người mua và, và người bán mà không cần có phá vỡ hệ thống của tôi và không phải đào sâu vào một qua khó hiểu và trên hệ thống phức tạp và điều đó chúng ta mang lại đến cùng của video tôi hy vọng đã học đã được hoặc một hai ở đây nếu bạn là đang tìm cách để vào wecov giao dịch tôi làm không muốn đưa bạn đi nhưng tôi vừa mới trình bày cho bạn cái gì có bạn thể làm thay thế nếu bạn hiểu và bạn đồng ý đó có thể là wecov là một chuôi phức tạp và có thể bạn không cần phải học tất cả những thứ sơ đồ đây. khó hiểu điều đó rất rất khó để theo dõi và giao dịch trong thời gian thực nếu bạn muốn đi tiếp với việc lau